Hello my friend, welcome to my channel. We build gaming. Let's play some game with me today. First, I will play We build in yellow. Yeah. This way, game load in. Night 2. Press here to turn. Okay, bắt đầu. Rồi, game Porto on free. Rồi, đây cái bình sữa đó, mình tủ lạnh, mở tủ lạnh ra. Wow, sao mất tiêu rồi? Five bottle, tự nhiên mất tiêu luôn vậy. Bị đau luôn. Mở cái này ra, ồ đây. Rồi, mình đã lấy được rồi. Unbelievable. Không thể tin được là mình vừa cầm cái nó mất tiêu. Fit free. Rồi, xin in table. Đi vô nhà này. Rồi, đây là get new NFP. Rồi, đây nè. Wow. Oh. Chạy đâu vậy? Wow, mất tiêu rồi. Rồi, đâu? Trên đây. Rồi, bạn tả chạy đóng tiêu rồi. Giờ đi phải kiếm nè. Không phải đây. No here. No. Where? Chắc đi ra ngoài rồi. Không có ở đây. No here. Wow. Rồi, lên đầu rồi. Wow. Giờ cảm ơn. Trong phòng này à. Đây. Lấy nhẹ. Yeah, bắt được rồi. Không thể chạy được nha. Rồi, đi vô. Good. Changing map. Ủa, không chịu luôn hả? Pick up. Yeah. Rồi, đi ngủ thôi bé. Wow. Rồi, đi ngủ nè. Pick up. Wow. Rồi, đi lên. Rồi, go sleepy. Find a storybook and sit down. Storybook here. Rồi, ngồi xuống. Rồi, đọc sách thôi. Đọc sách đáng thương nhất này. Wow. Why? Port correct. Ok, tìm không nhà bông. Bé thích cái nào đây? Oh, không thích à. Theo. Này. Yeah. Rồi, đọc sách tiếp. Rồi, ngồi xuống. Rồi, đọc lại từ trang đầu tiên. Trang thứ hai. Rồi, đóng cửa thôi. Leave and close the door. Ok, sorry. Rồi, đóng cửa. Let's go. Rồi, đi xuống đầu dưới. Xem TV thôi. Wow, ai vậy? Who? Who? Put the box on the long coat table. Rồi. Đẩy lên. Rồi, đóng cửa lại. Rồi, xem TV tiếp tục thôi. Ok. Rồi. Xong đêm thứ hai. Next game.
Hai hiu. Trò chơi thu thập những đôi giày cao gót. Lên. Swipe to run. S2, S2, okay. Avoid stuck on. Rồi, mình đi qua đường bên phải. Collect ở đây mình. Avoid stuck on. Tránh các vật cản dọc đường. Rồi, đi qua trái nha. Đi qua giữa. Đi qua phải. Cũng khá cao rồi bạn. Rồi, giữ thăng bằng nha. Giữ thăng bằng. Oh, wow, wow, wow. No, no, no. Rồi. Collect the key. Wow, có những cái banh rớt xuống nữa kìa. Avoid them. Avoid the ball. Yeah. Đi lên. Wow, qua trái. Good. Rồi, tiếp tục thu thập cái cốc chân. Slide. Trượt nè. Slide nè. Wow, wow, wow. Sao bị giăng ra ngoài vậy? Rồi, complete level. Mask on. Game rất là đẹp. It's not great on you, Louis. Thank you. Nice game. Cheerleader, run. Rồi, collect the people as much as you can. Avoid stuck on the way. Wow, tránh những cái anh chàng đang chạy tới nha bạn. Rồi, lên, speed up nè. Tăng tốc lên. Favor, wow, avoid them. Yeah. Đội hình khá đẹp. Complete level 7. Subscribe box, next game. Boron 2048. Increase the number of the ball. 8. 8 rồi. 16, 32, 64. 128, 256, 512. Wow, 1024. 2048, max score. Cầm lên level. Next game. Castle Raid. Một trò chơi của Voodoo. Play, let's play. Rồi, swipe to play. Tạo ra những con đường cho miếng bay này đi nè. Tránh các chướng ngại vật nè. X3 nè. Wow, khủng quá vậy. Mất cái X3 rồi. Rồi, đi qua đây. Yeah. Oh no. Đây sọc round. Level fail rồi. Ok, I will try again in the next video. Zen Hammer. Rồi, mình thu thập những cái búa nè. Công nhận màu kem nè. Collect same color. Wow, nhanh quá. Any color nè. Yeah. Tap on rim button, yellow. Wow. Rồi, tap green button. Collect diamond. Rồi, chạm vào cái vùng màu đỏ nè. Tap on green air. Red air, sorry. Tap. Wow, not good. Bum. Yeah, lên. Ok, good. Level complete. Next game. Battle Ballad. Rồi, trò chơi múa. Sưu tập những cái váy đẹp. Let's go. Cộng 15. Cộng 60. Cộng 15. Cộng... Rồi, cộng 10. Collect gold on the way. Yeah, collect gold. Avoid sizer. Cộng 20 nè. Chơi này là tăng cái size của cái váy chứ không phải là thu thập váy. Sorry. Mình nhớ nhầm. X25. Rồi. Tap. Yeah, X10. Good. How was that? Yes. Break Buddha. Play Swipe for Game Ready. Just a bit. Yeah, game đã load lên rồi.
Rồi, collect the material to build. Yeah, collect all. Choose the white base. So. Rồi. So. Avoid obstacle. Rồi, tránh những cục đá nè bạn. Tránh những cái cưa nè. Avoid saw. Wow, may quá. Rồi, qua trái. Root. No. Chưa kịp né luôn. Rồi, devil fail. Thank you for watching my video.